Sir Black và cựu cầu thủ bóng chuyền làm đám cưới. Ca sĩ Sir Black tổ chức lễ cưới tại nhà thờ cùng chồng cũ, cựu cầu thủ bóng chuyền, sau 5 năm về chung sống. Trên trang cá nhân vào trưa mùng 8 tháng 9, Sir Black thông báo chị và chồng cũ, anh Nguyễn Đức Hùng, cựu vận động viên bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk, đã tổ chức hôn lễ. Hôm nay là ngày đặc biệt của Sir Black, cảm ơn những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn bên cạnh Sir, ca sĩ viết. Đại diện Sir Black xác nhận với phóng viên Dân Trí, nữ ca sĩ và chồng cũ đã tổ chức lễ hôn phối, lễ cưới theo nghi thức Công giáo ở nhà thờ vào hôm nay. Cũng trong bài đăng, Sir Black cho biết thêm, vào ngày mai, mùng 9 tháng 9, chị sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình một chương trình truyền hình. Nữ nghệ sĩ viết, tôi quay trở lại chương trình mùa đầu tiên mà khán giả luôn dành tình cảm cho tôi. Cả nhà nhớ đây là chương trình nào không? Bật mí là chương trình bắt đầu năm 2007. Khán giả để lại nhiều bình luận chúc phúc cho Sir Black và bạn đời. Người hâm mộ cũng mong chờ và dự đoán họa mi núi rừng sẽ quay trở lại Việt Nam Idol dựa vào những dữ kiện mà ca sĩ hé lộ. Hồi tháng 8, Sir Black chia sẻ trên truyền thông cho biết chị và chồng đã học xong giáo lý hôn nhân và dự định tổ chức đám cưới tại nhà thờ. Tuy nhiên, do chị cả của nữ ca sĩ đột ngột qua đời nên kế hoạch phải tạm hoãn. Trước đây, Sir Black và chồng từng đăng ký kết hôn nhưng chưa thực hiện nghi thức cưới. Năm 2009, hai người ly hôn, Sir Black làm mẹ đơn thân, chồng cũ đi bước nữa nhưng tiếp tục đổ vỡ. Năm 2018, Sir Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén. Trên YouTube cá nhân hồi tháng 12 năm 2022, Sir Black giải thích lý do hàn gắn với chồng. Chúng tôi từng ly dị 10 năm, nhưng rồi lại quay lại, vì có con, có cháu, nên quyết định về ở với nhau như bạn già. Ông xã phụ tôi nuôi heo, làm đầu bếp trong nhà, giờ cũng gọi là hạnh phúc. Sir Black cho biết ông xã tuổi trung niên hay bệnh vặt, nên vợ chồng chị chọn việc vừa sức dù vẫn áp lực kinh tế. Chồng của Sir Black tháo vát, đảm đương hầu hết việc nhà. Hàng ngày, ông xã nuôi heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học. Ngoài ra, chồng Sir Black còn biết làm nước mắm thủ công để mang ra chợ bán, kiếm thêm tiền sinh hoạt. Giọng ca Ngọn Lửa Cao Nguyên cũng chia sẻ khi tái hợp ông xã, bản thân chị sửa đổi một số tính cách để cuộc sống gia đình hòa thuận. Trước đây, chị dễ nổi nóng, không kiểm soát được lời nói, nhưng hiện mềm mỏng, điềm đạm hơn. Sir Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, là người dân tộc Bana, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, được biết đến qua những ca khúc như Đôi Mắt Pleiku, Ly Cà Phê Ban Mê, Ngọn Lửa Cao Nguyên, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Việt Nam Idol, Rock Việt. Năm 2013, Sir Black vướng lùng xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Nữ ca sĩ rơi vào cảnh khốn đốn, trở về quê nhà Kon Tum sinh sống. Thời gian gần đây, Sir Black tích cực chia sẻ hoạt động nghệ thuật trên trang cá nhân. Chị thường xuyên biểu diễn phòng trà, chạy show ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!